trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng, có một số loại bệnh khi xảy ra không có thuốc điều trị đặc hiệu, làm dịch bệnh lây lan nhanh. Chính vì thế, để phòng ngừa những bệnh này, bên cạnh việc chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, thì trong quá trình nuôi, người chăn nuôi cần phải tiêm phòng cho gia cầm bằng các loại vaccine khác nhau. Khác với gia súc, chỉ có cán bộ thú y mới được phép sử dụng vaccine để tiêm phòng, thì đối với gia cầm, người chăn nuôi có thể trực tiếp sử dụng vaccine để phòng bệnh cho gia cầm. Bên cạnh nhiều hộ chăn nuôi sử dụng vaccine có hiệu quả phòng được bệnh cho gia cầm, thì vẫn còn không ít hộ gia đình do chưa nắm bắt kỹ thuật sử dụng vaccine như cách bảo quản, pha chế, kỹ thuật tiêm, nên hiệu quả việc tiêm phòng còn thấp, đôi khi không mang lại tác dụng phòng bệnh cho gia cầm, dẫn đến dịch bệnh vẫn xảy ra. Vừa qua coi như là cả đàn vịt ở phủ thân của chúng tôi vừa có 3 đàn, nhưng chích đều 3 tuần tuổi đến 2 tuần tuổi cũng đều chích hết cả rồi, nhưng là cũng có bị bệnh dịch tả và dùng nhiều loại bệnh khác, vịt gà coi như là đều chích vaccine, là coi như là theo họ nói chích gái hay chích vế, còn vịt đại là chích cắn, nhưng cũng đều bị dịch tả cả. Nhưng là có nhiều người cũng chạy đi mua thuốc khác, nhưng về chích và ăn uống vô cùng không bị. Một ngàn vịt, ví dụ một ngàn vịt mà nó trong 3 ngày là xong là một ngàn vịt rồi. Cho nên là coi như là về thì chích thuốc men là coi không được bảo quản, hay là chúng tôi phá tồn cũng không được, là phá tồn nếu mà là mua thuốc rồi mà về chích vịt đã còn bệnh. Cho nên là anh em của chúng tôi là coi như là đang còn là ải nấy. Những năm gần đây, chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi. Có gia đình phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại với tổng đàn gia cầm lên đến cả mấy ngàn con. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là hầu hết bà con đều mua vaccine và trực tiếp tiêm phòng cho đàn gia cầm của mình. Nói chung, kỹ thuật tiêm vaccine cho gia cầm không khó, nhưng chỉ cần một sơ suất thì việc tiêm phòng không mang lại hiệu quả. Dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Thưa bà con, để giúp bà con chăn nuôi phòng bệnh cho gia cầm đạt hiệu quả, trong chương mục 3 ngày 5 kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với bà con kỹ thuật sử dụng vaccine cho gia cầm. Bây giờ mời bà con cùng theo dõi. Hiện nay, vaccine dùng cho gia cầm có nhiều loại. Mỗi loại vaccine có một cách sử dụng khác nhau, như cho uống, nhỏ mắt, trộn với thức ăn để cho gia cầm ăn hoặc dùng để tiêm phòng. Tuy nhiên, bà con lưu ý, các loại vaccine này đều có chung những nguyên tắc sử dụng như phải bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, pha chế đúng liều lượng, sử dụng vaccine đúng độ tuổi gia cầm. Nguyên tắc chung khi sử dụng vaccine. Bảo quản vaccine. Bà con nên bảo quản vaccine ở trong cái ngăn lạnh của cái tủ lạnh hoặc là fridge lạnh ở nhiệt độ 40 độ C. Không nên bảo quản vaccine ở trong cái ngăn đông của cái tủ lạnh, vì ở cái độ lạnh ấm thì hiệu lực vaccine sẽ giảm. Riêng cái vaccine nucleosin tự nhiệt ở những cái nơi mà thiếu điều kiện bảo quản thì bà con có thể để vaccine này ở nhiệt độ thường, nơi đông mát không có ánh nắng chiếu trực tiếp, ở thời gian là từ 30 ngày đến 60 ngày. Không nên để vaccine ở nơi nắng nóng, có nắng chiếu trực tiếp vào, và vaccine là đã rút ra hoặc là đã pha loãng thì không nên là cầm lâu trong tay, và phải giữ trong cái fridge lạnh, và phải dùng ngay là 1 đến 2 giờ sau khi pha loãng. Kiểm tra lọ vaccine. Thì trước khi xuất xưởng thì người ta đã kiểm tra về cái tính chất vật lý, an toàn và hiệu lực. Trong quá trình sử dụng vận chuyển và bảo quản vaccine ở địa phương thì các cái tính chất vật lý, an toàn và hiệu lực có thể thay đổi. Cho nên bà con cần chú ý là kiểm tra lò vaccine một số chi tiết sau. Thứ nhất là lò vaccine còn nút được là khăn kín hay lỏng, thì nút bị rách hay là nguyên vẹn. Nếu mà không bị thương thì chúng ta không sử dụng. Thứ hai là cái lò thủy tinh có bị rạn nứt hay không. Nếu rạn nứt bà con cũng không nên sử dụng. Thứ
thứ ba là nhãn, là phải ghi các chi tiết đầy đủ, nếu không đầy đủ bà con cũng không nên sử dụng. Thứ tư là kiểm tra thì tình trạng vaccine bên trong lò thuốc, thì kiểm tra màu sắc có bình thường không, kiểm tra có cái vật lạ bên trong hay không, và kiểm tra cái tính đồng nhất vaccine bằng cách là lắc kỹ cái vaccine. Nếu như vaccine đồng nhất một lớp thì đó là vaccine tốt, còn vaccine mà không đồng nhất chia thành hai lớp thì bà con không nên sử dụng. Số lần dùng vaccine. Thường khi dùng vaccine lần đầu cho vật nuôi nói chung và gia cầm nói riêng thì sau một tuần thì hình thành miễn dịch, nhưng miễn dịch này là yếu và lượng kháng thể nó chung và giảm đi rất nhanh. Để khắc phục là nhược điểm này, bà con nên dùng lần thứ hai cách lần thứ nhất 3 đến 4 tuần, và miễn dịch lần này sẽ mạnh và kháng thể sau 2 đến 3 ngày sẽ nhiều và tăng nhanh sau đến 2-3 tuần, và lượng kháng thể sẽ tồn tại lâu hơn. Thì thứ tư trong cái nguyên tắc bà con cần chú ý là thời gian tạo miễn dịch. Thì thường là sau 2-3 tuần dùng vaccine thì cơ thể vật sẽ tạo ra miễn dịch, nhưng mà trong thời gian này bà con cần chú ý rằng là vật có thể nhiễm bệnh và phát bệnh. Thì hiện tượng này đưa đến cái nhận định là nhập lậu, là vaccine không có hiệu lực, hoặc là vaccine gây ra bệnh, hoặc là gây ra phản ứng. Ngoài việc bảo quản vaccine đúng nhiệt độ quy định, kiểm tra lại vaccine trước khi sử dụng, bà con cũng cần lưu ý các dụng cụ như ống tiêm, kim tiêm, lọ thủy tinh để pha chế cần phải được hấp hoặc luộc tiệt trùng và phải để nguội mới được sử dụng. Vút cao su của lọ vaccine cũng phải được tiệt trùng trước khi đâm kim qua. Khi pha chế vaccine, nhất là vaccine dùng cho uống và nhỏ mắt, bà con cần phải pha đúng theo liều chỉ định đã ghi trên nhãn thuốc. Nếu thấp hơn liều quy định, có thể làm giảm quá trình đáp ứng miễn dịch. Và ngược lại, nếu tiêm liều cao hơn quy định, có thể làm tê liệt miễn dịch hoặc gây ra phản ứng cho đàn gia cầm. Một điểm lưu ý nữa hết sức quan trọng là vaccine chỉ được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm khỏe, chưa mắc bệnh. Nếu tiêm cho gia cầm đã nhiễm bệnh thì bệnh có thể phát ra sớm hơn, nặng hơn. Ngoài những nguyên tắc chung mà chúng tôi đã trình bày ở trên, bà con lưu ý, mỗi loại vaccine có cách sử dụng khác nhau. Có loại dùng nhỏ mắt, cho uống, có loại trộn thức ăn cho gia cầm ăn hay dùng để tiêm. Trong chương trình này, chúng tôi giới thiệu cho bà con cách sử dụng một số loại vaccine phòng bệnh thường hay xảy ra ở gia cầm. Vaccine Lasota trị nhiệt, hay còn gọi là Lasota dạng nước. Đặc điểm của vaccine Lasota chịu nhiệt là đã được pha chế theo liều lượng thích hợp. Vì thế, khi sử dụng, bà con không cần phải pha chế với nước sinh lý hoặc nước cất. Kỹ thuật sử dụng vaccine Lasota dạng nước, bà con cần chú ý. Vaccine này có thể là nhỏ mắt, nhỏ mũi và cho uống. Thì phương pháp nhỏ mắt, bà con dùng cái một tay dùng cổ định cái đầu ga bằng ngón trỏ, bằng ngón cái, sao cho một bên mặt ngựa lên trên, và tay kia dùng cái lò nhỏ vaccine nhỏ một giọt vào cái khóe mắt, đợi cho cái giọt vaccine lan hết cái bề mặt, kết mặt mắt, rồi sau đó dùng tay xoay đầu ga để nhỏ tiếp cái mắt bên kia. Phương pháp nhỏ mũi thì thao tác cũng tương tự là nhỏ mắt, và đợi cho ga hít vào sau mũi thì bà con đổi qua cái lỗ mũi bên kia để nhỏ tiếp giọt thứ hai. Phương pháp cho uống, các cái dụng cụ mà uống bà con phải là tươi rửa sạch sẽ, nhưng cũng có dính xà phòng và các cái sạc trùng.
thì bà con nên pha nước sạch không có cả cái ion cái lợn nặng và clo. Nếu như để tránh cái tác hại của các ion này và clo thì bà con nên thêm 2,5 đến 5 gram sữa bột cho một lít nước. Và bà con pha một lượng nước vừa đủ sao cho mỗi gà uống từ 5 đến 15 ml tùy thuộc nhiệt độ môi trường và cái lứa tuổi của gà. Từ cả khi uống cái gà mình khác 1 đến 2 giờ đồng hồ để cho gà uống hết cái vaccine chúng ta đã pha loãng. Vaccine Newcastle đông khô chủng M. Đặc điểm của vaccine Newcastle là gây miễn dịch lâu dài cho gà. Tuy nhiên, bà con lưu ý, khi tiêm cho gà mẹ đang nuôi con, gà mẹ có thể thải virus ra ngoài, gây nhiễm bệnh cho gà con và gà con có thể chết. Đối với gà sắp hoặc đang đẻ trứng, vaccine có thể làm gà giảm đẻ trứng. Vaccine Newcastle hệ em dùng để phòng bệnh Newcastle cho gà. Vaccine này sử dụng cho gà trên 2 tháng tuổi. Và bà con có thể sử dụng vaccine này cho gà dưới 2 tháng tuổi với điều kiện là đã chủng 2 lần vaccine Lagota. Rồi 45 ngày tuổi thì bà con có thể dùng vaccine này để tiêm. Thì cách tiêm là tiêm có thể là tiêm dưới da sau cổ, tiêm dưới da bên cạnh đùi hoặc là tiêm bắp thịt ít lưu lượng. Bà con có thể là pha theo hướng dẫn trên nhà bằng dung dịch sinh lý hoặc là nước cất vô trùng là được làm mát với lưu lượng sau cho vừa đủ là 0,5 ml một con. Vaccine Newcastle chịu nhiệt. Khác với vaccine khác là phải bảo quản trong môi trường có nhiệt độ thấp. Vaccine này có thể bảo quản ở nhiệt độ thường, ở nơi râm mát, không có ánh nắng chiếu trực tiếp. Cách sử dụng vaccine Newcastle chịu nhiệt, bà con có thể sử dụng vaccine này cho gà con 1 tuần tuổi trở lên bằng các phương pháp như là nhỏ mắt, cho uống và cho ăn. Thì sử dụng vaccine này vào lúc gà 1 tuần tuổi và sau đó là 3 tuần tuổi là nhắc lại lần thứ hai, và sau đó cứ 6 tháng nhắc lại một lần. Thì cách nhỏ mắt như sau: dùng 20 lít dung dịch nước cất hoặc là dung dịch sinh lý vô trùng là được làm mát, pha vào lò vaccine 100 liều, rồi sau đó dùng 20 lít pha vào lò để tráng vaccine, rồi tiếp tục dùng nước cất sinh lý pha loãng cho đủ 10 ml. Thì lượng dung dịch pha loãng này đủ để nhỏ mắt cho 100 con gà. Phương pháp nhỏ mắt, bà con nhỏ một giọt vào cái khóe mắt, để cho cái giọt vaccine lan hết cái bề mặt, kết mặt mắt, rồi sau đó dùng tay xoay đầu gà để nhỏ tiếp về mắt bên kia. Thì cách cho uống thì bà con pha loãng 50 lít dung dịch nước sinh lý hoặc là nước cất vô trùng vào cái lò vaccine, rồi sau đó đổ vào cái chai hoặc là cái xô nước, tính lượng vừa đủ cho một gà uống từ 10 đến 15 ml là tùy thuộc vào cái nhiệt độ môi trường. Thì trước lúc cho uống thì phải cho gà nhìn khác 1 đến 2 giờ để cho gà thu lượng cái vaccine này là hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ngoài cách nhỏ mắt và cho uống, bà con có thể sử dụng vaccine Newcastle chịu nhiệt trộn với thức ăn cho gà ăn. Thức ăn trộn với vaccine có thể là cơm nguội, cám hoặc thức ăn hỗn hợp.
bà con pha vaccine với 10ml nước sạch, lắc đều, rồi dùng ống tiêm vừa phun vừa trộn vào cơm hoặc cám để cho vaccine ngấm đều vào lượng thức ăn. Bà con lưu ý phải tính lượng thức ăn vừa đủ pha với vaccine để đàn gà thu nhận đủ liều vaccine. Sau khi trộn, tiến hành cho gà ăn. Khi cho ăn, nên dạy thức ăn đều trong chuồng để cho đàn gà ăn cùng một lúc. Và nên cho ăn vào buổi sáng sớm, lúc gà còn đói, để vaccine được gà ăn vào nhanh nhất. Để tạo miễn dịch cao, bà con nên cho ăn 2 lần, lần sau cách lần trước 2 đến 3 tuần. Vaccine đậu gà đông khô. Khác với nhiều loại vaccine khác là phải tiêm nhiều lần trong một đời gà, vaccine đậu gà chỉ tiêm một lần là có thể miễn dịch cho gà suốt đời. Bà con có thể sử dụng vaccine này cho gà ở các độ tuổi khác nhau và tùy vào độ tuổi của gà mà có cách sử dụng thích hợp. Cách sử dụng vaccine đậu gà, bà con có thể sử dụng 3 cách là phương pháp khí gia, phương pháp xạ thiên long và phương pháp là chích măng cánh. Thì phương pháp khí gia như sau: bà con có thể sử dụng vaccine này cho gà con vào thì cách sử dụng là bằng cách là dùng cái dao phun nhúng ngập vào vaccine đã pha loãng và khí gia mặc trong bôi theo những cái đường chéo cắt nhau, chú ý là tránh để chảy máu khi mà khí gia. Phương pháp sạch chân lông là thường thường cho gà 4 tuổi trở lên. Bà con nhổ mặt ngoài đưa ra khoảng 15 lông gà và dùng cái bàn cải đã nhúng ngập vaccine pha loãng và sạc vào cái vùng chân lông đã nhổ. Phương pháp thứ ba là phương pháp là chích măng cánh. Thì bà con dùng cái kim may hoặc là cái kim ngoài bút nhúng ngập vào vaccine và sau đó chích vào cái mang cánh. Thì chích nhiều nốt thì nốt trước, cách nốt sau khoảng 1cm. Thì phương pháp này dùng cho gà con 1 tuổi trở lên. Bà con cần chú ý là sau khi chủng vaccine đầu khoảng 5-7 ngày thì nơi chỗ chủng nổi lên những cái nốt trắng nhỏ là bà con chủng đúng kỹ thuật. Nếu như không nổi những cái nốt trắng đó thì bà con phải chủng lại. Ở vùng mà chưa bao giờ bị bệnh thì bà con nên chủng ra từ 2-3 tháng tuổi, và ở những cái vùng mà có bệnh thì bà con chủng sớm.